Bữa nay được ba nè, học trò học viên mà lớn tuổi hơn thầy, hôm nay cho em ra là quý lắm, mong cũng đợi hôm nay học được 4 năm. Wow. Em bữa nay cũng có cái duyên gặp được cho em rất tốt. Hồi nãy em thân quên những cái nhẹ nhàng rất tốt. Em cảm ơn. Cảm ơn. Tại vì cái chỗ đó có khi nó lủng lẳng, nếu mà cất cao lên mà nếu mà ca lò không quen thì chẳng là ca lò không được. Anh nên đúng gì? Lò xuống nó hơi bị không đúng tuổi tế lên theo được dặn. Cất lên cao quá lắm thì mình ca lên. Cái đoạn đó có nhiều người học mà không dân là không biết ca làm sao, mà lên thì cao quá mà xuống thì thấp quá. À, có kẻ xa lắm, có anh bái. Nếu lên được thì bái. Đừng muốn cần phát, muốn xa xa lắm. Bật tên này là bật một tiếng. Rồi, không phải là bật phát rồi hả? Yeah, rất nhiều là bật phát. Bật phát rồi. Không sao, không sao. Giờ có cái gì mà anh em qua Tết. Đâu mà sao không biết anh đây qua vậy? Ok. Châu. Châu đi đi lặt cái đờn. Đi lấy cái đờn, gặp không đi lặt đờn. Cũng có duyên đó, mười mấy triệu cái đờn đó. Cái cháu cũng vợ cho ổng đâu. Cái gì đâu phải là nói người Việt mới là yêu ca cổ không, nó ở người Mỹ có nhiều người. Giờ tôi nói thêm rằng nữa, cái lần đầu đi đến nhà dự đó, là mặc đồ trang phục truyền thống của anh Ken em là ở chỗ em văn hóa dân tộc Việt Nam vô. Mặc cái dạng truyền thống đẹp đi, chiếc kệ như vậy hả? Các bạn không phải mình tôi đáng khen em là chỗ cái gậy này cái áo dài thì đúng là người ta tôn trọng cái dịch này. Em mới đi à? What event? International đi có cái hèo gì đúng là where is it? Somewhere International Fashion Week. What did I do? Cái gì? Ngày